Mới đây, để kỷ niệm tròn một năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, người Đức đã tổ chức một cuộc biểu tình cực kỳ lớn với ước tính hơn 13.000 người tham gia. Đoàn người khổng lồ đã xuống đường phố Berlin kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và tiến hành đàm phán hòa bình. Đây là cuộc biểu tình quy mô chưa từng thấy, gây sức ép trực tiếp lên chính phủ Đức trong việc tiếp tục ủng hộ Ukraine, khiến cho chính phủ Đức phải điều một lực lượng cảnh sát lớn để duy trì trật tự. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết hơn 13.000 người đã tập trung quanh cổng Brandenburg mang tính biểu tượng của nước Đức ở trung tâm Berlin. Cảnh sát đã huy động 1.400 sĩ quan để giữ trật tự và thực thi lệnh cấm mặc quân phục, mang cờ Nga và Liên Xô. Các bài hát của quân đội Nga và các biểu tượng cực đoan. Người phát ngôn cảnh sát cho biết không có dấu hiệu của các nhóm cánh hữu tham dự vào cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình. Đàm phán không leo thang, không phải cuộc chiến của chúng ta, là hai trong nhiều biểu ngữ được người biểu tình sử dụng. Những người tổ chức cuộc biểu tình viết trên trang web của họ rằng chúng tôi kêu gọi Thủ tướng Đức ngừng leo thang cung cấp vũ khí ngay bây giờ. Bởi vì mỗi ngày mất đi thêm 1.000 sinh mạng và đưa chúng ta đến gần hơn với một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Cuộc biểu tình là do chính trị gia cánh tả bà Sarah Wagenknecht tổ chức, diễn ra một ngày sau cột mốc tròn một năm đổ ra xung đột Nga-Ukraine và các đồng minh phương Tây hứa hẹn cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Cùng với Mỹ, Đức đang là một trong những nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Ukraine. Theo Thủ tướng Scholz, viện trợ của Đức cho Ukraine cả về hỗ trợ tài chính và nhân đạo cũng như vũ khí cho đến nay đã lên tới hơn 14 tỷ euro và điều này đang khiến cho người dân quốc gia này không hài lòng. Bà Wagenknecht chỉ trích chính phủ Đức đang cố gắng hủy hoại nước Nga, kêu gọi các nhà lãnh đạo đưa ra lời đề nghị với Moscow để các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu. Bà nói cuộc biểu tình đại diện cho sự khởi đầu của một sáng kiến của công dân và khởi động một phong trào hòa bình mới mạnh mẽ ở Đức. Cuộc biểu tình hoan nghênh những người tham gia từ khắp các chính trường, tuyên bố rằng bất kỳ ai muốn hòa bình với một trái tim lương thiện đều được chào đón. Trước cuộc biểu tình, một bản kiến nghị kêu gọi Thủ tướng Đức ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng đã được gửi đi. Bản kiến nghị đã thu thập được 607.000 chữ ký nhằm gây sức ép lên chính phủ. Bản kiến nghị cho rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong các cuộc chiến đơn lẻ với sự hỗ trợ của phương Tây, nhưng không thể đánh bại cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Không bên nào có thể giành chiến thắng về mặt quân sự. Xung đột chỉ có thể kết thúc bằng đàm phán, không có nghĩa là đầu hàng, mà là đạt được sự thỏa hiệp của cả hai bên với mục đích ngăn chặn hàng trăm nghìn người chết thêm và những điều tồi tệ hơn. Sau một năm nổ ra xung đột, quy mô thực sự của những tác động đối với nền kinh tế Đức đã quá rõ ràng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Rheinische-Post, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức Marcel Fraser cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine và khủng hoảng năng lượng đã khiến Đức mất gần 2,5%, tương đương 100 tỷ euro sản lượng kinh tế trong năm 2022. Chuyên gia Fraser chỉ ra rằng ngoài phụ thuộc vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu, nền kinh tế Đức bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng năng lượng do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung của Nga, đặc biệt một phần rất lớn các ngành công nghiệp vốn sử dụng nhiều khí đốt. Theo Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức, tác động cuộc chiến đối với toàn bộ nền kinh tế dẫn đến việc mỗi người dân Đức mất đi khoảng 2.000 euro tài sản. Con số này là do tăng trưởng kinh tế giảm 1,8% như đã được dự báo ban đầu trong năm 2022. Mức tăng trưởng bị giảm sút này tương ứng với khoảng 170 tỷ euro. Theo dự báo, cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế Đức khoảng 160 tỷ euro vào cuối năm nay, tương ứng với khoảng 4% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi trong nền kinh tế Đức, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối cao, trong đó nhiều ngành sử dụng nhiều năng lượng, trong đó giá năng lượng đã tăng mạnh kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Hiện giá xăng ở Đức cao hơn khoảng 3-5 lần so với ở Mỹ và giá điện cũng đắt hơn khoảng 4 lần so với ở Pháp. Theo một nghiên cứu vào tháng 1 2023 của công ty bảo hiểm tín dụng Allianz Trade, ngành công nghiệp Đức sẽ phải trả thêm khoảng 40% cho năng lượng trong năm nay so với năm 2021 trước khi cuộc xung đột nổ ra. Triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay và năm tới của Đức vì thế sẽ yếu hơn so với nhiều quốc gia khác. Nga cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu khí đốt tự nhiên của Đức. Sự phụ thuộc sẽ chỉ tăng lên khi mà dự án dòng chảy phương Bắc 2 đi vào hoạt động. Đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic trị giá hàng tỷ đô la đã hoàn thành vào năm 2021 nhưng vẫn chưa được cấp phép hoạt động. Dự án bị phần lớn các nước phương Tây, đặc biệt là các quốc gia vùng Baltic phản đối mạnh mẽ. Mặc dù Đức không loại trừ việc áp trừng phạt nhằm vào dự án dòng chảy phương Bắc 2, nhưng Berlin sẽ chỉ làm như vậy nếu Nga sử dụng năng lượng của một thứ vũ khí. Một số nhà phân tích cho rằng mối liên hệ giữa sự phụ thuộc của Đức vào năng lượng và việc miễn cưỡng đối đầu với Nga. Đức lâu nay phụ thuộc vào nguồn khí đốt tương đối rẻ từ Nga, trong đó Mỹ sử dụng nguồn khí đốt của riêng mình.
Đức cũng đã quyết định từ bỏ năng lượng hạt nhân trong khi Pháp tiếp tục sử dụng nó trên quy mô lớn và có kế hoạch phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, gần đây, Pháp đã phải đối phó với sự sụt giảm sản lượng nhà máy điện hạt nhân do công việc bảo trì và sửa chữa. Thực tế, Đức cũng không mặn mà gì lắm cho việc phải viện trợ vũ khí cho Ukraine. Nhưng trước sức ép của Mỹ và các đồng minh thì quốc gia này vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Với vai trò là anh cả châu Âu, Đức vẫn đang hết sức kiềm chế để không gửi quá nhiều vũ khí hạng nặng sang Ukraine, khiến cho cuộc chiến này càng thêm căng thẳng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây cũng cho biết Đức ủng hộ nền kinh tế và nền dân chủ của Ukraine, nhưng không phải bằng việc cung cấp vũ khí. Lập trường này bắt nguồn từ những diễn biến trong vài năm và vài thập kỷ qua, phản ánh quyết tâm không tham dự hoặc đẩy nhanh xung đột vũ trang vốn xuất phát từ chủ nghĩa hòa bình sau thất bại của Đức Quốc xã và trong chiến tranh lạnh. Trước đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từng tuyên bố Berlin đã cung cấp bất cứ thứ gì mình có, từ các tổ hợp chống tăng, hệ thống phòng không tới mìn, súng, hàng tấn đạn dược và viện trợ phi sát thương. Hiện nay, nước này tiếp tục cung cấp những hệ thống phức tạp và có giá trị hơn. Tuy nhiên, các kho dự trữ của quân đội Đức đã nhanh chóng cạn kiệt sau khi tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine do cuộc xung đột kéo dài với Nga. Ngay sau khi Moscow tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24 tháng 2, người Đức đã bừng tỉnh rằng kho dự trữ đạn dược của họ hoàn toàn không đủ cho cuộc xung đột cường độ cao như vậy, sau khi chứng kiến mỗi ngày Nga nã hàng chục nghìn viên đạn pháo vào Ukraine. Báo chí chỉ rõ việc chính phủ liên bang cung cấp cho Ukraine vũ khí từ kho dự trữ của quân đội Đức khiến Đức không thể đáp ứng được yêu cầu của Liên minh NATO về việc mỗi thành viên phải dự trữ đủ vũ khí, đạn dược cho 30 ngày chiến đấu. Không chỉ việc cung cấp cho Ukraine mà chính Đức cũng phải gấp rút bổ sung vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang của nước mình. Chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz đã thiết lập một ngân sách đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để hiện đại hóa và bổ sung trang bị thiếu thốn. Ủy viên Quốc phòng của Quốc hội Đức mới đây đã tuyên bố rằng họ cần thêm 20 tỷ euro chỉ để mua đủ đạn dược, đáp ứng đúng các tiêu chí của NATO. Một nghịch lý là ngay cả khi có tiền, Đức cũng không thể đẩy nhanh tốc độ lấp đầy các kho dự trữ của mình. Nguyên nhân là do sự chậm chạp trong nhập khẩu vật liệu, linh kiện từ Trung Quốc đang làm trầm trọng thêm vấn đề với ngành sản xuất quốc phòng của Đức. Chính quyền Berlin đang ở thế tiến thoái lưỡng nan vì Đức không thể sản xuất đủ vũ khí trang bị cho mình, trong khi vẫn phải thực hiện cam kết với NATO về việc cung cấp vũ khí đạn dược cho quân đội Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang từng ngày, vị trí kiềm chế đối đầu Nga của Đức có thể không bền vững. Việc Đức được nhìn nhận là một đồng minh đáng tin cậy của Mỹ và Trung Âu, cũng như việc duy trì mối quan hệ bền chặt với Moscow sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Berlin chỉ có thể làm một trong hai điều đó. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.